100 ngàn trong túi rồi. Vậy nay là ông cái bây này giờ tôi mua gạo anh ông ơi, chứ bả gì chính xác được rồi. Yeah. Bây giờ ông cho con về con biếu thêm cho ông vài triệu nữa. Ta nói giờ cháu đưa ra 20 triệu rồi, tao không chịu đâu. Yeah. Đừng nói sao, tại sao mà đưa 20 triệu ông không chịu. Nó vậy là con tôi cũng bị đạo, chúng định sống thôi. Còn tiền đó để cho người khác, phải không? Cháu để cho người khác mày đưa ra bao nhiêu tao không lấy à? Tại tại nếu mà tao nhất định là không lấy nữa đó. Tôi để nó giúp cho người khác đi. Đừng nói cháu, đừng nói cô nghe. Tiền nhiều quá, tiền nhiều mình ham lắm đó mà chưa chắc gì ham. Cái đạo đức nè, cho con hay cái đạo đức không mới ham. Cho ham cái đạo đức tiền bạc nó không có vấn đề. Ví dụ như ông cho con về nhà tình cảm con ghé con không á. Bây giờ cháu đưa, bây giờ mày đưa trong giường 100 triệu đâu cũng không lấy nữa. Để cho người khác. Dạ. Chứ nó cô nghe cho nhiều mình ham lắm chứ. Mà nhưng mà không ham. Dạ. Mình ham cái đạo đức thôi. Dạ. Giờ mình thấy ngon lắm mày không? Dạ. Ông đi đâu vậy? Trời ơi, cháu ơi, ông bây giờ già rồi mà cái được mình đi kiếm ăn mà có ai cho đồng bạc nào cháu ơi. Kiếm ăn hả? À. Nhà ông ở đâu? Ông phải đầu đường nhờ. Đầu đường á hả? Dẫn con, dẫn con về nhà thăm nhà ông được không? Hả? Ông dẫn con về thăm nhà ông được không? Khỏi cháu ơi. Khỏi dạ? Anh. Sao cơ? Cháu đừng có thăm thiết gì nên khỏi cháu đi mừng cái gì mừng đi. Không, con ghé con biếu có tiền cho ông á. Khỏi. Sao vậy? Cháu đi mừng gì mừng đi, khỏi thăm. Sao vậy? Con ghé con thăm nhà ông, con giúp. Đâu có mỗi người mà cháu, mỗi người mỗi đi làm vậy. Có tấm lòng mà trời Phật biết hết trơn nè. Dạ, dạ, dạ. Mày có tấm lòng mà hỏi thăm ông già bà cả như ông nội ông ngoại của mình rồi. Dạ, đúng trời rồi. Phật vừa thấy nè. Dạ, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Phải không? Dạ, dạ. Bây giờ cháu nghĩ là có là tao đọc có mong thôi không? Một là ông trời vậy không? Dạ. Hai là Phật Thích Ca không? Dạ. Ba là Bác Hồ, bốn là thầy thôi. Dạ. Bác mấy ông thôi, không có bà nào cứu mình hết á. Dạ, dạ. Nè cháu à, cái bệnh này á, không có chưa có hết đâu con. Dạ. Mình chưa có biết làm sao nha cháu. Dạ. Cái bệnh này chắc về hỏi bà nội bà ngoại mẹ không? 80-90 tuổi giờ cái trăm mới biết hay không? Dạ. Hồi đó cái bệnh này không? Dạ. 60-70 tuổi nó nói đáo lại nè. Dạ. Cái gì đó hỏi có mình cháu đầu đó rồi. Dạ. Nè. Mình cầu trời thật thật mà không biết được không mà con chừng có tài trời nha. Làm sao cháu giỏi hả con trời? Dạ dạ dạ. Phải không? Dạ. Cháu học cái gì học, cháu phải học lực trời thôi. Dạ dạ. Cháu học lực trời là không có gì mà bằng lực trời hết đó. Dạ. Ta hỏi kỹ sư rồi bất vật rồi. Ta hỏi cái cầu vậy mà chắc không chú? Chắc sao ông nè, xin lỗi chú chắc làm sao chú giỡn biết luôn nghe chắc coi. Dạ. Làm tin nè. Dạ. Đối với mình chắc, đối với Phật không có chắc luôn. Nước ngoài cái nó cái thành biển giả không? Dạ. Chắc chưa? Dạ. Phải không? Dạ. Mình người ta coi rồi cháu không có học được trời. Ông trời nó mới học, học ta không cần mới học. Dạ. Mới làm sao mà khỏi tao nó mới làm. Dạ. Chốn người chốn trời không khỏi. Dạ. Làm sao cháu chốn trời Phật được đó chốn. Tao đi đâu mà chưa khỏi, chốn chốn ngã nào khỏi. Ông cho con hỏi thăm ông tên là gì được không? Được. Ông tên gì à? Ông tên là Bá Hiệu nè con ơi. Bá Hiệu? Ờ. Hôm nay được nhiêu tuổi đây ạ? À? Mấy cháu là người Bắc hả? Dạ vâng ạ. À. Vậy là con cháu Bác Hồ nghe chăng? Dạ. Ông 90 rồi con. Ông 90 tuổi? Ừ. Dạ. Ông có tiền 90 tuổi người ta phát tiền gì đâu, có sổ. Dạ. Ghé tiền 90. Dạ. Tiền gì ta phát tiền mình cao tuổi đó. Dạ. Có phát rồi, mớ rồi. Dạ, phát được mớ rồi. 300-400 rồi. Dạ dạ. Mà phát cũng lâu lâu rồi. Thế từ đấy về nhà ông xa không? Rồi bây giờ thiệt mấy cháu có mận cái nghề gì không? Con đi làm từ thiện. Con đi, con đi cứu trợ những ông bà cụ á. Rồi nó hỏi cháu mận từ thiện đây cháu giúp về rồi thiện đâu giờ mà cháu giúp mấy ông giúp cháu. Dạ đúng rồi, các cô các chú giúp. Đâu dạ. Mình giúp từ thiện. Dạ đúng rồi. Mới trả giúp cho mình là mình đi từ thiện hoặc là nghèo khổ già dạ. Cả phải không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mình cho tình hỷ. Dạ. Cái này cái tình hỷ chứ không phải mà cho 1-2 triệu bạc. Dạ. Thiện đó mình hứa vậy. Dạ. 100-200 ngàn cũng quý nữa con. Dạ. Phải không? Dạ. Nè ăn ít ba phải không? Ít non dai ăn nhiều sức bụng. Dạ. Chứ không phải nó mình ham. Ông ơi bây giờ kiếm chỗ nào mát mát con ngồi con nói chuyện với ông tí được không? Kiếm chỗ nào mát ngồi đi ông đi. Hay vào trong chỗ này ngồi này. Hỏi cháu. Mình bây giờ trong cháu nghe vậy nè. Dạ. Mình đừng có nể trời nắng trời nôi mình gán chịu. Dạ. Thấy không nắng nôi hay kệ.
Trời có khi mưa khi nắng, chứ đâu phải nắng hoài mưa hoài. Bây giờ tao nói tao nghe cái màn trời chiếu đất rồi nó tới rồi con ơi, không có còn gì nữa rồi con. Nè, tao cho tao hay nhờ Bác Hồ cứu mình nha, miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì cứu Bác Hồ nè. Dạ, dạ. Thấy ông cứu mình không? Dạ. Ông nói với ông trời, ông ơi cái bệnh này ông thương tôi, ông cứu nhân dân tôi. Rồi ông trời nói tao cứu mày 40 năm nay rồi còn cứu gì nữa. Dạ, mày dạ. Cho tao xuống lĩnh là lửa tiễn thôi. Nước ngoài cháu biết lên sau nó chết nhiều không? Dạ. Tối ngày cháu ghen liền đạn bom không giết rồi không có đạo đức mà. Dạ. Nè. Ông cho tụi con về nhà thăm nhà ông được không? Ông cho chết nó sơ sơ thôi nha con. Dạ dạ. Ông muốn cho cái này tiêu diệt không cho đó. Dạ. Nước ông ơi, vào quán đấy ngồi đi, mua nước uống đi. Khỏi. Và có nước. Xíu. Dạ, vào đấy ngồi chơi xíu, con hỏi thăm tí đi. Có nước quán này, này. Quán đây này. Đi, không có đây. Ngồi đâu, tao đứng đây với cháu đi rồi mình đi. Rồi cháu đi từ thiện ở đâu đó cháu đi. Ông ơi, cho con hỏi là bà còn không? Bà còn mà đều bà bệnh, cháu ấy bà bệnh đi máu yếu thêm, tụi bệnh thế lên. Dạ. Tụi con về thăm nhà ông được không? Khỏi. Tụi con về tụi con thăm bà luôn. Bà nói mấy cháu có cái tâm lòng rồi khỏi thăm ai hết trơn. Dạ. Trời Phật biết rồi, trời Phật trong cái tâm người là cháu đâu phải xa. Dạ. Cháu đạo Chúa là Chúa trong tâm. Dạ. Còn đạo Phật, Phật trong tâm không lo lưới rồi mình tìm mình kiếm. Dạ dạ. Nè bốn phương trời này cháu đạo Phật thờ ông bà đạo Phật không? Dạ. Cháu muốn lại cháu cho lại khỏi cần nhà liền hết. Dạ. Khỏi cần đông gian, cháu muốn lại cháu cho lại. Có Phật hay không? Vô chùa không có Phật ra tao nói chưa gan. Cái chùa chiền cháu vô cháu cúng mày cúng cho cháu đừng có lại không có Phật. Còn dạ. Cháu muốn lại là không? Như ông Phật không ngồi như cháu này không? Dịch một bên nha có Phật này ngay đi xi măng nè. Dạ. Có không? Có không? Ông là đạo rồi con. Ông ơi cho con hỏi là nhà mình có ông có con cái không? Có con mà thời cuộc này nó mới đi mần được rồi. Cỡ hôm trước đâu có cho đi mần. Sợ sệt bệnh hoạn đó. Dạ. Không cho. Dạ. Rồi bây giờ nó đi mần đủ sống được rồi cháu ơi. Dạ. Bây giờ tao nói cháu nghe. Nếu mà mần mình rồi mắc quá người ta đâu có mướn. Dạ. Người ta làm đâu có ăn mà mắc quá người ta làm đâu có ăn. Thời cuộc bây giờ làm biết bao nhiêu mà nhiều khi bán ấy là giao dài ghép cũng vậy thấy bà nội thấy dạ. Chơi rồi mần sao mà có tiền được. Dạ. Ông ơi bây giờ con nói này vào trong đây ngồi một xíu đi. Vào đây ngồi một xíu đi. Dạ. À, thôi. Vào đây ngồi xíu con nói chuyện với ông, con thích nói chuyện với ông quá. Tao nói cháu nha. Đây này ông, đây này vào đây. Cái việc mà nhà cửa đó cháu dạ. Có cái tấm lòng vậy là trời đất biết rồi. Dạ dạ. Ông ngồi đây đi ông, ngồi trong này cho mát này ông. À ừ. Ngồi đây này. Cũng được hả cháu. Dạ, ngồi đi ông cho mát. Chút rồi cháu nói chuyện này chứ nói chút rồi cháu đi chỗ khác. Dạ. Rồi cháu mấy cháu ở đâu rằng? Con ở trên thành phố ấy ông. Trời ơi sao quá con. Mấy cháu người trai sớt đâu này nhỉ. Rồi làm sao? Ôi. Cháu về bằng đêm. Dạ con đi lâu rồi mới về. Ủa cháu đi hoài vậy sao? Dạ vâng ạ, à, con đi sắp nơi hết ạ. Trời ơi. Mà đi kiểu này nó không biết làm sao rồi. Đi chỗ nào cũng đi, làng nào cũng đi hết trơn dạ, hả? Dạ vâng, con đi khắp nơi á. Tới hết trơn hả? Dạ. Nhưng mà lưu thông không? Dạ dạ. Chỗ nào cũng đi hết. Dạ. Rồi sao cháu này với anh em hay sao? Dạ. Anh em ruột không ha, mà quen biết. Dạ, nói chung anh, cũng anh em con trong nhà đó mà. Vậy hả? Dạ. Ông cho con hỏi thăm đấy, nhà mình được mấy người con không? Được 4 năm đứa thì mà nó mần nào nó nghe cháu cũng dạ. Mần mà đều đủ đủ con vợ thì con ấy dạ. Cái thời cuộc này mần cũng khó khăn quá cháu dạ. Chứ không phải dễ mần đâu con. Nếu mà mày ăn mắc quá người ta đâu có mướn dạ. Người ta là ăn mắc quá người ta bán buôn nó lỗ dạ. Thời cuộc bây giờ bán buôn nó coi sữa thì thương đi thiếu gì thấy không dạ. Khó mần lắm con ơi dạ. Tiền bạc khó kiếm lắm dạ. Mà nào nghe khó kiếm mà xài máu cháu dạ. Phải không? Dạ. Cháu coi 100,000 nó nghe nó thấy ghê thiệt mà cháu ơi. Mà mày xài có mấy năm thôi. Dạ. Mà kiếm không ra. Dạ. Thế vậy đi kiếm không ra mày xài mau lắm. Hồi đó mày hỏi một nữ ngoại này coi. Vàng có 300 bạc chỉ 300 mà. Tụi bây tao mà hồi đó còn có, mới có 10 tuổi rồi. Tụi dạ. Bây giờ mới có mày biết. Dạ đúng rồi đúng rồi. Dạ. Có 10 có 300 mà 300 đồng bạc hả em. Dạ dạ đúng rồi. Dạ. Tụi bây giờ cháu biết không. Con mày luôn mấy triệu. Nè. Để ông nói coi có không nha. Dạ. Cái thời cuộc là tiền bạc nó rẻ quá, xanh trộm cướp cho cháu coi nha. Mà ăn không đủ ăn phải xanh trộm cướp. Dạ. Ông đó. Uống nước đi ông, uống miếng nước đi cho nó khỏe. Có nước rồi con, ông uống đi, một suốt đồng này nha. Ông uống nước đó lắm. Ông, cái này là suốt đồng này nha ông ơi, ông uống đi. Nó nè, rồi dạ. Ông uống không được. Cái này suốt đồng này. Ừ, nó không thiêu mà. Tao có lòng rồi.
Con lão mua rồi ông uống đi. Ừ, không có sao đâu, ông có nước nè. Dạ. Cho biết không thời cuộc này á. Nào đến đây, nhờ trời bóng lẽ mình nhờ bác Hồ dữ lắm con. Dạ. Miền Trung, miền Bắc, miền Nam cũng bác Hồ nè. Dạ. Còn thấy có mà tay điện nhìn xuống ngoài không? Có không? Dạ. Ít rồi không, mà mình đừng ý gì nên cháu. Thấy vậy nó khổ lắm mà con. Dạ. Còn chết chóc lửa à. Mà không biết chết bao nhiêu là không biết. Chứ ông trời ông nói. Ông trời nói tao muốn cho tụi bay chết bao nhiêu là cho đó. Muốn cho sống bao nhiêu là cho đó. Thời cuộc mà nó xấu thì con lập lại thượng ơn là cháu ơi. Kỳ này kỳ ba, kỳ đổi đời mà kỳ này xá tội. Tao giết 1,000 người quý bỏ. An năng trở lên mà chưa thấy an năng hết. Chưa thấy. Rồi làm sao chờ Phật nào mà chứng. Chờ Phật lựa thiển phát này hết da, lựa thiển hết da nên về gặp lại thượng ơn. Sau này cháu 1,000 cũng. Sao là cháu đi phép cái xe là bà nội nó bay không được. Cháu thấy tài thiên không? Sao này đi vậy đó? Nói là con cháu là nghe ông hai ở trường nào mình đi luôn hai. Cháu nói bây đi bà nội cháu bây không giữ bây đi ông phủ cháu bây hiền có bây đi được không? Nhà không giữ rồi làm sao mà đi giữ cõi thiên được? Kỳ này là kỳ lựa thiển hết da nè. Lựa thiển là kỳ này là lập lễ thượng ơn nè. Lập lễ tiêu diệt hết con chứ phải bầu cử mà còn mình đâu. Mình gán hiền lương, có đức hạnh đi. Là mình trời Phật đem về là mình ngon. Còn gì âm phủ rồi rồi tiêu rồi nha. Âm phủ là tiêu à. Ông ơi, ông cho con hỏi thăm là bà ở nhà làm bao nhiêu tuổi rồi? Bà 76 tuổi rồi. Bà 76 tuổi, ông 90 tuổi. 90. Thế hàng ngày là ông đi xin kiếm tiền về nuôi bà hả? Nào nuôi ngay. Mình ra mình đóng góp lại người ta cho mình bà con giúp mình cũng được cái 100,000 cũng đỡ lỡ sống được đỡ được sao thì kể ai tình hỉ mà cái đâu mình đâu phải tiền đâu mà nó cho 1-2 triệu làm sao nhiều khi ta trúng số ta cho mình còn không trúng số thì 5,000, 10,000 là có cũng có đường quá rồi nè hoặc nó già trẻ đuôi cùi bố thí đồng xu đó là phước ấy công phu để dành nhiều phước là cháu về khỏi cần tu. Đó là cái Phật nói đó, thấy không? Cái câu đó đó. Phật nói đó. Ông ơi, ông cho con hỏi thăm là nhà mình gần đây không? Xa lắm con, đây về nhà tao có chừng 6-7 cây số. 6-7 cây số. Mà ngày nào ông cũng đi xa vậy hả? Ông đi nào nó ngay. Vì ở Long Bẩn nó không có, ông đi xa thử cái rồi mà ai về nó cũng vậy thôi. Cháu à, ông phải nói người ta làm phước 1,000 thôi cháu đừng nhiều. Mà mày biết cả ngang nha, cháu cộng có bao nhiêu tiền. Dạ. Mà đây là có bà nội ra dẹp lép bên núi nè. Dạ. Chừng 100,000 được, cháu bao nhiêu giờ. Dạ, tháng mai đến giờ được có 100,000 thôi hả? Ừ, ta cho không phải nói chừng 1,000 thôi. Mà cháu biết là bao nhiêu cái ngang người không? Giờ muốn già lôm lôm đi suốt, lôm lại lôm đi suốt, mình cứ cho nha. Dạ. Có cái cô kia, cô dừng xe lại, móc móc ra, tiền ra rồi sao mà ta thấy tao như ngang rồi thôi, móc bỏ vô túi. Không cho con. Là cái đó muốn làm phước mà sao suy nghĩ không muốn không làm phước. Là cái đó là Phật khiến rồi, cái người thì không có phước gì hết. Phật khiến này không cho. Còn người nào làm phước rồi nó móc ra là cho liền đó là Phật khiến đó. Có phước đó. Chứ không phải mỗi người mỗi có phước đâu con. Cái cô đó nhiều cô hay cho tao rồi. Còn bà kia móc tiền ra thấy ra cho cái móc trả lại vô phước à. Nè ai cho có phước lấy con à. Chứ đâu phải tao cho mày được phước hết trơn. Không có đâu. Tao cho mày tao được phước. Cô này cho cô được phước. Chứ không phải là mỗi người mày cho cái có phước hết. Không có vậy. Dạ, đúng rồi. Không có kiểu đó đâu. Tao thấy rồi con. Móc ra cho rồi. Cái rồi thấy là cho con này. Mình bỏ được phước trả lời nó. Tao thấy chưa? Dạ. Rồi làm sao có phước nào đâu. Không có cần mấy cháu tu mấy cháu làm mày phước. Là bây giờ là ông mấy bà là ở chung với nhau. Có ở chung với ai không? Ở chung. Có ở mấy con cái không? Con cái có mà nó cũng đi mần, nó đi mần này mần kia. Dạ, nhưng mà có ở chung nhà mấy ông không? Ở chung có hai chồng thằng đó, còn mấy đứa kia ở riêng. Mấy người kia ở riêng. Nhà mình là nhà lá hay nhà tường không? Tôi nói tao nghe, thì tao nói đâu có đó mình người tu nghĩ mà nói sao vậy là cầu lỗi trời đất phải không? Năm sau đứa mà có thằng út nó lo nhà cửa tường, nhà tường nó lo đất cát, nó ở ngoài Đà Lạt. Dạ. Rồi đất cắt nhà cửa hết trơn rồi, đất cắt mình đào vào 2 năm rồi chết. Nó chết rồi thì mình tiêu cái con đó. Mấy người kia nuôi sao được, lo đủ con vợ, còn thằng út đó, nó có hiếu. Mà nó chết rồi thì mình phải đi chứ mà. Nó chết rồi, 2-3 năm nay rồi. Dạ. Nó lo nhà cửa cũng hoàn toàn, rồi nó chết.
hay cũng báo hiếu ha. Dạ, vậy là con người con mà có hiếu nhất thì là chết rồi. Chết rồi. Cháu à, cháu có hiếu cha mẹ, cháu khỏi tu con. Khỏi. Dạ. Tu đâu cho bằng tu nhà đúng không? Thì thờ cha kính mẹ, cháu nói vậy tao chịu. Ủa mày thờ cha kính mẹ ra đường mày chữ mắt là thôi rồi vĩnh biệt. Dạ vâng ạ. Chứ đừng nói giỡn. Mình phải thờ, mình mới ra đường mình kính hết, già trẻ. Mình kính sao con thú vật nữa. Dạ. Mày đập mày giết nó là rồi mày tội lỗi mày mang. Dạ. Chứ không phải nói chơi đâu. Dạ. Ừ. Tao nói tao chịu thờ cha kính mẹ lại đi tu. Rồi mẹ ở nhà mày thờ cha kính mẹ ra đường ai nói mày chữ rồi thôi chết mẹ. Không? Dạ dạ. Đúng rồi. Đúng quá. Thờ cha thờ kính mẹ tôi lạo đâu. Ông bao đó. Bao hiếu cha mẹ lúc trở về già như, dạ. Như ông vậy nè, cha mẹ mấy con chắc cũng già già rồi thấy không? Dạ. Là đôi bao hiếu đi. Dạ. Dạ. Mấy cha còn cái cháu là người Bắc hay sao? Dạ vâng dạ. Nè, để đôi đó người Bắc cháu còn có tao biết rồi không? Tao cho hai người Bắc nuôi chồng ăn học, cho mình hay trước. Dạ. Còn người Nam có mẹ cạo đầu ta. Dạ. Có mình nuôi nó, cái chừng nào là vợ nuôi cho mẹ ăn học. Người Bắc người ta vậy đó ông ơi. Dạ. Người Bắc không khi nào mà lớp 10 hết đâu. Từ 12 đại học trên là không khi nào lớp nhỏ. Tao biết nè. Người Bắc ăn học á. Tao ăn học tao tâm tể người ta riêng lắm. Còn người Nam thì trốn mà, người thành trốn. Thấy gì gì theo. Nó trời ơi, thầy giáo dạy học con nuôi mà gì của lớp 5 hoài vậy. Nó trốn mà còn gì lên rồi lớp 5. Đi rồi trốn, không học, làm biết. Người ta gì gì theo. Nó mày thấy chưa? Còn người Bắc không. Không có khi nào mà làm cái cá lót. Người Bắc không khi nào từ lớp 12 đại học sắp lên còn không có lớp nào lớp 10 hết trơn. Yeah. Tao biết rồi là trên đại học luôn. Yeah. Tao thấy là xiên không? Yeah. Còn người Nam này làm biết nó trốn học. Rồi nó lớp 5 hoài thì chết. Nó già cũng vậy chết mẹ rồi. Ông cho có hỏi thăm là mình đi vậy có đủ ăn không không? Hả? À? Mình đi vậy có đủ ăn không? Chứ ăn được chứ bệnh hoạn rồi nào nghe. Rồi nhiều khi mình ta nghèo rồi ở đó mấy sớm mấy ông ở đó nhiều khi thấy mình bơ vơ nghèo rồi nhiều khi ta cho gạo ta từ thiện bỏ ta thấy 1 chục ký tôi nghĩ có vậy chứ mình làm phước cũng đỡ lắm cháu rồi mình đâu có biết nè nhiều phước đức về cõi thiên nè mà ngắt mình mới làm phước sơ sơ đi sao mình vừa được cháu vừa già mới vừa được như ông vậy là cháu vừa mặc linh hồn xác thịt gỡ lại. Cháu thấy bác Hồ không? Có mang xác thịt theo đâu? Bỏ xác thịt vợ. Của cải bao nhiêu bỏ lại riêng chắc no đủ nó không ra đi mình không? Cháu thấy nước ruột chưa? Bỏ tao 2-3 hình bác Hồ nha, cho cháu hay. Cái hình là cháu cho 400 ngàn, tao mua 400 ngàn là riêng thì tao xin nó trả ra thòi riêng. Tao biểu con cháu đi rước bác Hồ gì đi, để tôi rước lại nhà không có. Nè cháu thấy phụ bác Hồ không? Nè cứu vật cha ơn, cứu ơn cháu quá. Bác Hồ cứu mình mà không biết ơn hay không. Con thấy chưa, ổng không cần. Bây giờ thờ tao không cần. Yeah. Đó. Yeah. Nè 5 năm nữa thấy không. Ông con còn nhỏ, ông già rồi thấy không. 5 năm nữa ông vô Bác Hồ, giống hình Bác Hồ xuống. 5 năm nữa ông xuống miền Nam này nè. Yeah. Nếu mà coi trong giấy ha, giấy phạt hình ổng hay không. Mày bán quỷ thì mày lại ổng. Mày nếu mà hiền lương chân cánh còn hung dữ ổng phát. Yeah. Không giữ là ông phát chứ không có lại được. Yeah. Ông cứu cho Bác Hồ nó giữ cái trướng trời rồi. Con không phải người phàm cho mày hay không? Trướng yeah. Trời vậy. Không trướng trời sao mà ông giải phóng miền Nam. Yeah. Ông trời không chấp thuận vô không giải được. Yeah. Mà ông giải không phải mình, ông giải nổi là binh sĩ. Yeah. Binh sĩ nhân dân hò hét đóng góp vô mình giải phóng miền Nam. Chứ mình nổi mới hỏi là như mày Bác Hồ đi sao mà giải được. Yeah. Cũng giờ binh sĩ đó. Mà nào nữa ngay binh sĩ là không có cái đức. Đức sự binh sĩ nó có mẹ coi ra cái quấn như giải phóng luôn mà thấy chưa? Dạ. Con người ta hết thời nó ma tiêu lắm con ơi. Yeah. Ông cho hỏi thăm là ông có bị bệnh gì không? Hả? Ông trong người ông có mệt gì không? Ông cũng không có gì, có hơi nhức đầu vậy thôi mà. Ông sức dầu rồi hết rồi. Tại ông đi nắng nhiều quá. Ừ, nó nhiều nhức đầu vậy thôi hết. Rồi yeah. Nào ngay ông cũng niệm Phật kêu trời đất độ hộ. Dạ. Yeah. Có vậy nó trời Phật không bỏ mình đâu con, mình hiểu luôn chân chánh ông không có bỏ đâu. Lấy tặng ông cái máy niệm Phật đi. Chắc là mình hung dữ rồi, hung dữ ổng không biết rồi. Mình hiền lương chân chánh, ổng không bỏ mình đâu con. Dạ. Cho mắc tai nạn gì rồi cũng qua hết trơn, con tin ra đi. Giờ mấy mua tai nạn cũng qua hết. Dạ. Còn hung dữ tao không biết rồi. Thời cuộc mà hung dữ tao không hiểu nữa. Tặng ông cái máy niệm Phật nè.
không giữ, ta không biết chứ còn hiện lương dân chánh chắc ăn khỏi tu. Nè cháu à, khó tu lắm mà cháu, không phải dễ đâu nha. Dạ. Để con tặng ông cái máy này này ông, cái máy này máy niệm Phật. Cái đạo Chúa cháu không? Cái đạo Chúa của cháu thấy không? Cái đạo là người bác cháu đạo Chúa thì nhiều. Dạ. Đạo Phật dễ phải không? Dạ. Đạo Chúa nhiều lắm. Đạo Chúa. Bởi tao đi ngay nhà thờ chứ. Tao vô tao cúi đầu hai ổng ở trong Chúa Trời đó. Dạ. Ông ơi con tặng ông bên máy niệm Phật này. Cái máy này này không? Dạ. Cái máy tụng kinh nè. Dạ. Dạ. Tụng kinh cái người chết giải thoát nè. Trong đó có bài có nhạc nhạc Phật này. Ừ. Tụng kinh cái người chết giải thoát. Nó hát cái máy này mới hát. Con tặng ông cái nha. Có tụng kinh không? Có. Có đầy đủ hết trong đây này ông muốn chuyển bài khác ông bấm cái này này. Cái này. Rồi. Cái này đâu có giả thi văn giáo lý. Dạ đúng rồi. Có thi văn giáo lý không? Có, ở trong đấy hình như có đấy ông. Có nhạc. Thi văn giáo lý là của Đức Thầy có không? Có nhạc Phật không? Có thi văn giáo lý không? Cái này con không rành, con biết là nó có 3-4 loại đấy, nhạc Phật này. Nam mô Lệ Đà tụng kinh. Dạ. Tụng kinh người chết. Nhân cái đó hả? Cái này là nhạc cái nút này nè ông. Cục sạc. Sạc cái này. Có cục sạc đâu. Dạ đây nó có pin, nó có cục sạc này không? Có pin nữa sao? Dạ có pin trong đây này. Đây mắc sạc nữa hả? Không. Hai cục pin. Hai cục pin này đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi mình khỏi sạc sao? Dạ khỏi sạc. Rồi hết mình để vô. Dạ đúng rồi. Mình khỏi sạc á. Dạ. Mình sạc được không? Được luôn ông. Không có nghĩa là mình mua cái cục sạc mình cài gắn đây. Diêm đây này không? Dạ đúng rồi. Nó chịu lớn lắm à. Dạ đúng rồi, lớn lắm. Đấy cái này là tắt, cần kéo xuống là mở. Cái này hết ga rồi. Dạ. Cái này nó hết ga rồi nè. Dạ dạ. Hết rồi. Đây là vậy là hết ga rồi nè. Dạ đúng rồi. Tắt là. Dạ đúng rồi. Nó đúng. Hết ga. Dạ. Cái máy này của ba Tàu. Dạ. Ông ơi. Phải không? Dạ. Người Tàu. Con không biết. Người Tàu mà mình đi Trung Quốc á. Dạ. Là nó người ta người Tàu. Dạ. Nè. Ông ơi, ông uống miếng nước đi ông. Ừ. Cháu kêu người Quảng Đông. Dạ. Là người Tàu, Trung Quốc không có chúng. Cháu biết sao không chúng không? Trung Quốc không có chúng. Chúng là ở chung một cuộc quốc là quốc nước. Nó là người Ba Tàu, Quảng Đông là người chạy đó. Cháu kêu Trung Cộng. Trung Cộng là Trung Danh. Trung Hoa. Trung Hoa người Tàu đó. Dạ. Còn mình đi Trung Quốc không có chúng. Chúng là chung một cuộc quốc của quốc nước. Cũng như mình này khác thì mình đây ở Trung Quốc phải không? Là ăn như Trung Quốc thì không có biết gì hết. Này, ông ơi. Cái này của Ba Tàu nè. Bây giờ ông cho con về thăm nhà ông được không? Thôi khỏi con ơi. Con muốn về thăm nhà ông. Bây giờ con biếu trước cho ông ít tiền. Tao nói khỏi, tao nói rồi. Cháu muốn cho 500 đồng thì cháu cho rồi. Chứ tao không nói nhiều hết trơn. Cháu khỏi về nhà. Con muốn về nhà xem có giúp được ông cái gì không? Thôi ông ơi, giúp cái gì cháu cho 500 đồng rồi cháu cho mua gạo rồi bà ăn thôi vậy chứ. Ông cầm đi con, con lấy cháu thêm. Cho cái này mua gạo thôi chứ cháu dạ. Về nhà chứ nữa. Dạ. Sáng dạ. Giờ ông đi được nhiêu rồi? Đây là con 100 ngàn trong túi rồi. Ờ, vậy nay là ông ăn cái bây này. Bây giờ tôi mua gạo anh. Ông ơi, chứ bả gì chính xác được rồi. Dạ. Bây giờ ông cho con về con biếu thêm cho ông vài triệu nữa. Ta nói giờ cháu đưa ra 20 triệu rồi tao không chịu đâu. Đừng nói sao, tại sao mà đưa 20 triệu không chịu. Nói vậy là con tôi cũng nghị đạo, chúng vĩnh sống thôi. Còn tiền đó để cho người khác, phải không? Cháu để cho người khác mày đưa ra bao nhiêu tao không lấy à. Tại nếu mà... Tao nhất định là không lấy nữa đó. Tôi để nó giúp cho người khác đi. Đừng nói cháu, đừng nói cô nghe. Tiền nhiều quá. Tiền nhiều mình ham lắm đó mà chưa chắc gì ham. Dạ. Cái đạo đức của ông rồi ông xài. Nè cho con hay cái đạo đức không mới ham. Cho ham cái đạo đức của tiền bạc nó không. Tại ví dụ như ông cho con về nhà tình cảm con ghé con thăm ông. Bây giờ cháu đưa bây giờ mày đưa tao giờ 100 triệu tao không lấy nữa. Để cho người khác. Dạ. Chứ nó con nghe cho nhiều mình ham lắm chứ. Mà nhưng mà không ham. Dạ. Mình ham cái đạo đức thôi. Tiền bạc bao nhiêu con xài cũng hết cái đạo đức. Cái đạo đức ai làm cho cô có lấy cô hồi nào được. Thì đừng bạc con cướp trộm lấy cái đậu nước cô nó biết đâu cô lấy. Tao để giúp người khác đây mày đưa tao bao nhiêu nữa tao muốn lấy cho tao nói rồi. Như đây tao sống mấy ngày trời rồi. Phải không? Cô hỏi cô đi xong ơi giờ trong cuối là có 100 ngàn là ai cô cho vậy sao? Dạ. Chừng nào ta cho vậy cô người bây giờ tao nói thiệt cháu không?
có người giờ 10 tỷ có đó, mà lại nó đá con cái xin. Vậy thôi, nếu ông không chịu thì thôi, thì con cũng có gặp ông ở bây đây giờ thì... Nhà tao cho ra bao nhiêu, tao mày mày đưa ra 100 triệu rồi tao không lấy nữa. Dạ. Tao nói thật vậy đâu, để giúp người khác. Dạ. Nè, cô biết không, cái nhà cái muôn người, nó thầy cái đâu mà nó giúp cho nổi. Cái mình nói vừa phá lộ. Cho thầy bao hùng lấy các bạn. 2-3 tỷ nó giúp mới nổi. Thầy muốn xin về nhà ông cũng không cho. Phải không, nó cỡ 3 tỷ nó giúp mới nổi. Còn tiền nó xung quỷ nó giúp người 500, 100, 200, 100 ông, thôi. Ông cầm tiền, ông gói tiền vào để ông cất tiền đi, ông không có làm mất á. Dạ. Hỏi sao ông coi giúp vậy là nó quá rồi. Dạ. Cái tiền đâu giùm mày cho nhiều nữa. Nè, phải cháu cho tao sao? Ở lại đàng hoàng, nhé, cô mày có đớt không? Không có gớt không. Nhiều khi cháu đi rồi cháu cho ông này ông kia, ông phải lớn ngăn 20 triệu mà cho không đủ nữa. Tao hứa chắc á, mày chịu cho 20 triệu mà không đủ á. Phải không? Cơm đi ăn hay tại con tính lại? Còn tính biếu thêm cho ông. Tao nói tao đưa tao giờ không phải 5-30 triệu nữa. Tao không lấy tao nói rồi. Nó để cho biếu người khác. Bao nhiêu là đủ rồi. Chưa phải cho con giàu sang mà cô lại nói đá cô đừng nó xin. Có cái ông đó là nó cho ngày giàu lắm ha. Cho 30 ngàn. Tôi nói sao mà không cho giữ vậy ông không. Tao không nói bụng bụng ha. Rồi thôi không nói tới. Nửa tháng rồi đã thử ông. Nửa tháng rồi lại lấy nhà ông. Rồi không đi cho ông 30 ngàn rồi lo dứt dú mày rồi đó con. Con thấy chưa, có 30 ngàn dứt dú rồi tao lợi. Dạ. Rồi thôi người đó sao, mấy năm nay tao không đến nữa. Dạ. Ông hàng chục tỷ có đó con, mà con có vậy đó con thấy chưa. Bởi vì Phật nói vậy nè, con ơi, con đừng ham tiền đầy gương đầy đủ, cuộc trần này không đủ đâu con, đó con thấy chưa. Cháu nghĩ con bắt hồ, ổng là phải ông nghèo, mà chết rồi, con mang gì theo đâu. Ra mình không à. Mang chữ thành lòng thôi, con thấy chưa? Con là, ông ơi, con là con muốn giúp ông để ông mỗi ngày ông khỏi phải đi vậy nữa. Bây giờ con nói cháu nghe vậy nè, tiền bạc đâu cháu giúp nổi mà tao được không mà, đi. Con giúp được. Không có được. Mỗi ngày con, mỗi tháng con biếu cho ông để cho ông khỏi mất công phải đi. Không, bây giờ cháu lo kẻ khác, cháu gặp tao cháu cho 100-200 cũng được nữa. Mà cháu biếu người khác. Bây giờ tao nói cháu nghe trong cái khuôn khổ sắp đến miền Tây này á. Nó mấy ngàn người, mấy muôn người đó con già đi... cả nghèo khổ đó, tôi biết đâu. Dạ con đi khắp nơi mà. Rồi thiệt đâu mà cháu biết nổi trong mình mày có thể hai đứa mày không? Phải 45 tỷ bạc á. Dạ. Cháu biết mới nổi. Chúng là con duyên với ai là con giúp. Cái vài chục triệu cháu biết không đủ á. Dạ dạ đúng tao rồi. Tao biết có gì 20 triệu mà biết không đủ á. Dạ dạ đúng rồi. Hỏi 20 triệu cháu cho là sơ sơ lấy 500 rồi. Rồi lần kia 500 nữa 1 triệu mẹ rồi mà vài chục triệu sao đủ. Trong mình hai cháu phải có chừng 3 tỷ. Phải không? Nó thôi giờ tao vậy là Nam Mô Phật không sao đâu, cháu cho gì nó quá rồi con ơi. Dạ. Đi giúp cho ông nào nó nghèo khổ, cháu thấy ai mà tệ quá cháu giúp 500-200 gì cũng ông được. Ông có bị bệnh gì mà không thấy tay chân ông sưng quá vậy? Tay ông bị sưng không? Không phải sưng. Hay nói vậy? À, không phải sưng con ơi. Thì mình đi quá rồi giò cắn, mình đi rồi dạ, nó đi nhiều. Chấp. Dạ. Ừ, chấp. Đi nhiều rồi nắng nôi. Tiền bạc á cháu ơi, cái tiền bạc này á không phải của mấy cháu xuất ra một lẻ. Dạ. Mấy cháu xuất ra trung đỉnh thôi rồi mấy ông đóng góp vô cho cháu cái tiền đâu mà 10-20 triệu. Dạ dạ. Có lẽ nào mà xuất ra 10-20 triệu mình đi làm vậy. Dạ. Mấy ông giúp mình một mớ rồi tiền mình mới nữa. Dạ dạ. Còn mình dạ. Đi làm phước. Dạ. Phải không? Tao muốn nói này không? Tao nói trong mình cháu giờ có 3 tỷ mà giúp vô đủ nữa. Dạ đúng rồi. Nổi cái miệng Nam mà cháu có 3 tỷ đủ có mẹ cao của đồng lên rồi. Dạ. Vài chục triệu là mình giúp mình 8-5 trăm rồi. Không chứ 5 trăm mấy triệu phải không? Mà 20 triệu này là gì đủ. Thế kể cháu để giúp người ta đi. Bây giờ dạ. Cháu đưa bao nhiêu tao không lấy đâu. Dạ dạ vậy con cảm ơn ông. Nè không phải mình chê nha cô. Không phải mình chê. Cho về là đúng mức quá rồi. Dạ. Chưa ai cho hết. Giàu sang có người nó có 10 tỷ là một đồng ba gì có cô hay đừng nói. Con có thể giúp cho ông được mỗi tháng bao nhiêu không tiền có ông sao, phải, con giúp cho. Bây giờ con gặp ông con giúp 100-200 còn không có là thôi giúp người khác chứ không có giúp đâu mà hoài quỷ vậy chịu lỗi. Dạ. Bây giờ cho cháu chút cái 100 tỷ đi, tao cho mà sức mày giúp. Tao cho ông bà sao mày cũng phải có cái 100 tỷ đi, tao cho mày giúp. Thôi các bạn ơi, mình ông về ăn nấu cơm, bà ở nhà bà nấu cơm hả? Được, bà lần lần đi được. Ý là muốn muốn về thăm cả bà luôn á. Nấu gì không có bà khỏi con ơi. Khỏi thăm mà nói vậy nó trời Phật biết rồi. Khỏi thăm.
Dạ vậy dạ vậy con chúc ông có nhiều sức khỏe nha. Dạ, thỉnh thoảng mà nếu con gặp ông thì con ghé con thăm ông. Cầu chúc cho mấy cháu đi giúp đi, cô bác ông bà nào mấy cháu giúp. Dạ dạ dạ. Cho cái này đừng quá con ơi, đâu có ai mà cho giữ, mày suy nghĩ coi. Dạ. Đi xin mày làm được có 500-300. Mày hỏi đi. Có mày cạo đầu ra nè. Cho về nó còn hơn dòng họ bà con nữa chứ đừng có lo mất công. Con cho thêm được, ví dụ ông. Không. Ông không lấy ông, không lấy ông chê. Dạ dạ. Trời ơi nhiều ham lắm đó con. Dạ. Nhưng mà để giúp cho người khác. Dạ rồi. Trong trong với ông Dũng rồi. Dạ vâng ạ. Theo mua dạo ăn, ông làm cũng cả sáng trời rồi. Dạ dạ. Còn gì nữa. Dạ. Nó quá nhiều trẻ rồi mà giúp mà, gì nữa mà giúp. Dạ dạ. Vậy ông dạy thì con cũng xin vâng lời. Không có sao đâu. Dạ. Cô để giúp người khác đi. Dạ. Để giúp người khác. Nè theo mà cháu đi vậy á. Còn nhiều người lắm con ơi. Dạ. Con giúp sớm ơi vậy chắc cũng bổn rồi. Dạ. Bổn rồi ta biết. Tiền của đâu mà chịu nổi mày. Dạ. Bây giờ hai cháu đi phải có cỡ 100-200 triệu. Thì dạ. Mày giúp mới nhiều. Dạ. Giờ 30 triệu mày cho mà hơi bổn rồi sẽ trời mẹ không đủ nữa. Bọn con đi quanh năm suốt tháng mà. Trời ơi thôi con ơi. Dạ. Đi chỗ miền này chỗ miền. Dạ. Kia ha. Tất cả các tỉnh đi luôn. Sóc Trăng Bạc Liêu rồi đi Cà Mau thì đi Cần Thơ gì chỗ nào cũng có đi hết dạ, dạ có dạ. Mà đi khắp nơi hết gà thăm tất cả các ông cụ bà cụ dòng miền Bắc luôn không dạ có thôi thôi đi khắp nơi mà vậy là Nam Mô gì Phật trời Phật luôn cũng bỏ hai cháu mày làm cái điều này trời Phật thương rủ bay còn hơi đi tu đi tu chưa bằng đó tu thấy vậy chưa bằng làm phước con cháu không bằng đâu nè rồi nó đọc tu luôn cho cháu nghe không tu mà còn tánh so đo một đồng một chữ không cho người nghèo có không. Nó đứa thầy nói đó con có không cháu tu cháu đủ ăn chứ cháu cho ai cháu có mận gì đâu bởi vậy tao nói cháu nghe tu này á mình bớt sát sanh hoặc là hung dữ với nhau chém giết với nhau chưa gọi thành Phật cháu còn mày không tu mày ăn gì ăn mà tâm tính của mày ngay thảo mày thành Phật phúc nè Phật Thích Ca rồi ăn mặn đó con ông ngồi ông tu tao nói ra lặng Thích Ca cho mày nghe ông sanh lên rồi thấy không. Ông tu một đợt rồi ông chết một đầu thai lên phát sau mới có vợ. Tu còn ngồi 6 năm nữa mới thành Phật. Mình mất tu sơ sơ thành bà nội đâu chứ được Phật. Sơ sơ 6 năm mà năm ông gần chết rồi. Gần chết rồi sao thành Phật. Nhờ bác sữa đem lỡ uống cầm cự 6 năm bỏ xác. Thú dân độ thế đó, ca đó. Bởi ta thương ổng lắm. Thích Ca bây giờ cháu nghĩ Phật Thích Ca ông trời với bác Hồ với thầy thôi ba ông đó thôi bốn ông thôi không có ai cứu mình hết nghe tao nói trước cháu ơi tao đi đâu gặp nhà là có bác Hồ cái lộn nó là cứu đầu liền con thương ổng là thương ở chỗ đó rồi con ổng đâu có tu ổng đâu có lại ai mà mình tu mình lại gì không biết bằng ổng không nữa cháu thấy ông có tu lại ai đâu ổng nhờ có đức hiền lương chân chánh từ trong bác ái giống của miền Nam nhưng mình giải xuống sông giải bà nội lên cái giải ở tôi thương ổng lắm thương lắm ông ơi ông đi vậy lúc về đó ông mướn xe nó chở ông về cho nó xuống hồi đi có xe xuống hồi có xe nó cho mình gì có nghĩa là đi một đoạn nữa là có xe người ta cho mình đi ké không xuống tự lên xe đưa đò vậy con chúc ông có nhiều sức khỏe nha thôi bây giờ cũng vậy nghe chào thôi ông cũng cầu chúc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cháu đạo chúa đạo Phật con Phật hả Phật đạo Phật thờ ông bà cũng đạo Phật con thờ ông bà đó còn đạo chúa thì amen nha cháu kia cũng đạo Phật ha không phải đạo chúa không đạo nào cũng đạo tốt chúa là amen rồi đạo Phật là Nam Mô Phật sáu chữ gì là cứu mình đó sáu chữ gì là cứu mình amen cứu mình đó chứ không ai cứu nha amen cứu ông trời còn sáu chữ gì là cứu ông Phật ông Phật còn sao qua ông trời được ông nào mà bằng ông trời cho ông Phật nhỏ ông trời đó ông trời cho thành Phật có ai cho phải không làm sao ông Phật lớn ông trời được ta nói trời nó có Phật phải không ông trời lớn hết thôi mà cháu ơi bây giờ mà trời xuống đất là nó không kể trời con ơi cái Mỹ này á không có phải triền miên đừng có nói bệnh triền miên đừng có mang gì hết trơn làm bậy bậy mình xây dựng với mình không trời Phật chưa có xây dựng trời Phật xây dựng nước ngoài thôi chứ mình chưa có phải không mình chưa có cái khả đó trời xây dựng nước ngoài đó cho nó ăn năn cải tạo trở lại mà nó không chịu ăn năn không đưa mà cái không còn mạng nào hết trơn
lần sau qua ông trời được, có đi làm chứ. Thôi vậy thôi, ông có dịp nữa là con lại gặp ông ha. Rồi. Liên tử mà bỏ mà Phật ôm lên lộ chơi đó. Dạ dạ. Cháu nhắm mà nó bằng ông liên tử là chết không chứ á. Dạ dạ. Nó thôi bây giờ cầu chúc ông bà cha mẹ của mấy cháu có vợ con chưa? Dạ. Thôi vợ con ông bà cha mẹ bình an sức khỏe, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, qua đã có tiêu trừ tật bệnh hết. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc ông có nhiều sức khỏe nha ông. Thôi Nam Mô A Di Đà Phật mấy cháu ơi. Thôi bây giờ đi về còn đâu xin bây giờ. Dạ, bây dạ. Giờ ai cho nó bao nhiêu con cũng không lấy, không lấy, không lấy. Bây giờ đủ rồi. Người cháu đưa nó bao nhiêu con tao không lấy nữa. Dạ dạ. Tao hỏi cháu lấy gì bao nhiêu là đủ rồi. Dạ dạ. Có người vậy không? Cháu đưa bao nhiêu cũng thầu hết bao nhiêu, nó không biết gì hết. Dạ. Phải không? Mấy cháu đi không, không phải mấy cháu giúp mình tao. Dạ. Cháu đi sắp thôi mà tiền nó mà giúp tao nổi. Dạ. Trong mình cháu dùng mấy trăm triệu á giúp mày được. Dạ. Cái 1-20 triệu nó không đủ. Nam Mô A Di Đà Phật cầu dạ. Chúc răng dạ. Rồi cầu chúc cô ban quán này của mình ăn sức khỏe. Dạ. Nam Mô Phật. Dạ mày con chào ông nha. Dạ chúc ông chúc sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Các bạn ơi, mình muốn về nhà thăm ông cũng không cho, mà muốn cho thêm tiền ông cũng không lấy các bạn. À, tôi biếu cho ông 500 mà ông lấy thôi. À, nếu có thể, nếu có điều gì điều kiện đó mà mình có duyên với ông ấy, thì mình sẽ được đến nhà ông. Thì mình sẽ quay lại cái hoàn cảnh của nhà ông rồi thăm ông bà. Để giới thiệu đến mọi người. Và bây giờ thì mình cũng xin dừng và kết thúc cái video đây nha các bạn. Mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau.